Kính thưa quý thính giả, và bây giờ trong chương trình Dân sinh và Coronavirus COVID-19, chúng tôi xin được mời quý vị cùng tiếp tục câu chuyện với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy. Và hôm nay thì bác sĩ Huy sẽ có nhiều câu trả lời đối với những quý vị thính giả đã có sự quan tâm hỏi thăm. Xin được chào anh Huy, thưa anh. Dạ, xin chào anh Nam và xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta tiếp tục với chương trình báo cáo về bệnh Coronavirus. Đã cho tới 8 giờ sáng ngày hôm nay thì trên thế giới là khoảng 740.157 người bị nhiễm COVID virus và trong số đó khoảng 35.097 người đã bị thiệt mạng. Và ở China thì cái con số đó hoàn toàn đứng dậm chân tại chỗ, không có tiếng nhiều thêm và không có bệnh nhân chết thêm. Thành ra tôi sẽ không có tiếp tục báo cáo về bên nước Trung Quốc. Ở bên Italy thì hiện nay đã tới 97.000 người bị và 10.779 người đã bị thiệt mạng. Và nước Spain là nước thứ ba, chỉ sau Hoa Kỳ và nước Ý, với 85.000 người bị nhiễm trùng và khoảng trên 7.000 người đã bị thiệt mạng. Hoa Kỳ hiện nay khoảng 143.000 người bị nhiễm COVID, trên 2.000 người, 2.573 người đã bị chết. Thì trong vòng 2 ngày con số ở Hoa Kỳ chết từ 1.000 lên 2.000 trong vòng 2 ngày, double tăng lên gấp đôi trong vòng 2 ngày. Ở New York thì con số khoảng là 60.679 người bị nhiễm coronavirus và trên 1.000 người đã bị thiệt mạng. California thì con số tốt hơn, khoảng 6.300 người bị và 132 người bị thiệt mạng. Riêng tại quận hạt Santa County thì khoảng 646 người bị nhiễm vi khuẩn và con số người thiệt mạng nó dậm chân tại chỗ, chỉ có khoảng 25 người. Ngày hôm qua cũng 25 người và ngày hôm nay là 25 người. Thì đây là một cái điều khả quan mà ta nên tự an ủi là tốt cho chúng ta. Cái làn sóng về bệnh nhiễm trùng coronavirus bắt đầu phát triển rất là mạnh lớn. Trong vòng mấy tuần trước nó chỉ bị ở trong vùng những cái tiểu bang dọc theo bờ biển phía Tây và phía Đông. Nhưng mà hiện nay bây giờ các tiểu bang ở ngay giữa nước Mỹ đã bắt đầu bị nhiễm rất là nhiều. Những tiểu bang như là Michigan, Chicago, New Orleans, Detroit sẽ bị rất là nhiều. Hiện tại Detroit họ đã ước nhận được trong vòng 1.000 bệnh nhân bị nhiễm trùng và đã khoảng 15 người chết. Bác sĩ Fauci, chuyên khoa bệnh nhiễm trùng và là chủ tịch của Bộ chống bộ nhiễm trùng Hoa Kỳ, tuyên bố ngày hôm qua là số người thiệt mạng coronavirus có thể lên tới 100-200.000 người. Ông nói là ông không muốn nó sẽ xảy ra như vậy và ông muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng mà chính ông sẽ không ngạc nhiên nếu số người tử vong sẽ lên tới 200.000 người. Tổng thống Trump cũng ngày hôm qua tuyên bố là ông sẽ hủy bỏ cái khuyến cáo từ quản chế tại gia vào ngày 7 tháng 4 và sẽ kéo dài khuyến cáo quản chế tại gia đó cho tới cuối tháng 4 này. Lý do Tổng thống Trump đã đổi ý kiến là vì các bác sĩ thuyết phục đã nói cho ông biết rằng cái số người có thể thiệt mạng ở Hoa Kỳ là 2 triệu người thay vì 200.000 người nếu mà cái khuyến cáo quản chế tại gia và cũng như cái hủy bỏ những cái quản chế tại gia tại các vùng. Tổng thống Trump đã thay đổi ý kiến. Nếu chúng ta nhớ khoảng họp vào tháng 1, mọi người trên thế giới giật mình khi thấy Trung Quốc tuyên bố cái bệnh coronavirus tại Wuhan và trong đó là 3.000 người chết. Một số người đã nói là Trung Quốc không có lo cho y tế, Trung Quốc dở quá để cho 3.000 người chết. Tuy nhiên đến khi nước Ý có khoảng 5.000 người chết thì cả thế giới giật mình, sững sờ. Và bây giờ Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ có thể tới 200.000 người chết và có thể tới 2 triệu người nếu mà cái sự nhiễm trùng, nhiễm vi khuẩn coronavirus này không kiểm soát được. Theo sự nghĩ của tôi, đây là một điều đáng buồn và là một cái thất bại chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Trump tuyên bố là nếu 100-200.000 người Hoa Kỳ chết thì đây là một good job, tức là một sự thành công. Mà trong ngược lại, trong một tháng trước đó, ông tuyên bố là Hoa Kỳ đã thành công trong một kiểm soát coronavirus và nghĩ tới tháng 4 là tất cả virus này sẽ không còn ở trong nước Mỹ. Cũng tương tự như vậy, chính phủ Hoa Kỳ trong tháng trước tuyên bố là có đầy đủ các vật dụng y khoa, các vật dụng để chống nhiễm trùng cá nhân. Mặc dù là các thống đốc tiểu bang New York, California cho biết là đang thiếu thốn rất nhiều. Chính tổng thống tuyên bố, Trump tuyên bố là New York không cần 30.000 máy thở, mặc dù thống đốc Cuomo của tiểu bang đã luôn luôn tuyên bố và yêu cầu chính phủ liên bang cung cấp các máy thở và dụng cụ bảo vệ cá nhân. Hiện nay các thống đốc tiểu bang Michigan, Louisiana đều tuyên bố là thiếu máy móc. Rất nhiều bác sĩ, nhân viên và nhân viên y tế than phiền và lo là họ phải đi xài lại các khẩu trang và các áo phòng thân,
nhiều lần trong ngày, mặc dù theo đúng luật định là các vật dụng y khoa này chỉ được xài cho mỗi bệnh nhân và phải thay đổi khi họ đo cho bệnh nhân mới. Một vài bác sĩ đã phải nói là họ phải rất là khổ tâm khi họ phải lựa chọn cái sự lo lắng cho bệnh nhân hay là phải bảo vệ sức khỏe và tính mạng của chính mình. Bên nước Ý đã 61 bác sĩ đã thiệt mạng vì bệnh coronavirus trong khi lo cho bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ đã khoảng 23 người y tá đã chết và 3 cảnh sát viên ở New York cũng đã chết vì bệnh coronavirus. Báo USA ngày hôm qua cho biết là một máy bay đã mang bay từ Shanghai qua Hoa Kỳ đáp xuống ngày hôm qua và sẽ có thêm khoảng 10 chuyến bay như vậy. Và mỗi máy bay trong đó họ mang đến khoảng 10 triệu găng tay và 130.000 cái khẩu trang N95 để chứng tỏ là Hoa Kỳ đã thiếu thốn trong công việc sửa soạn để phòng ngừa cái bệnh coronavirus này. Thế nên tôi nghĩ dân Hoa Kỳ mất 100.000 người, 2 triệu người hay 2 triệu người sẽ chết vì cái sự cẩu thả và sự thiếu sáng suốt cũng như trách nhiệm của chính phủ. Tất cả chúng ta phải bảo vệ cho chính chúng ta và người thân của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục quản thủ tại nhà, giữ khoảng cách 6 feet, hay tức là khoảng 2 thước khi gặp nhau, hay khi làm việc, chúng ta phải rửa tay cẩn thận và thường xuyên để giúp cho chúng ta không có bị nhiễm cái con vi khuẩn này. Ngày hôm nay đó anh, không biết anh có theo dõi về vấn đề cơ quan FDA đã chấp thuận cho sử dụng thuốc ký ninh cũng như là thuốc về phong thấp đó để mà trị cho cái bệnh virus này, thì anh có được tin nữa không và ý kiến của anh ra sao? Dạ vâng, tôi có thấy tin là FDA cho xài thuốc ký ninh để mà thuốc chữa trị bệnh sốt rét và một cái thuốc đó là azithromycin, là một cái thuốc trụ sinh để mà chữa cái bệnh coronavirus này, và FDA nói rõ là đây là một cái trong trường hợp emergency, thành ra họ cho xài thuốc này. Nhưng mà về vấn đề nghiên cứu về y khoa thì tới giờ này nó vẫn chỉ có những cái anecdotal, tức là chỉ có một vài cái nho nhỏ, những cái bệnh nho nhỏ cho thấy là cái thuốc này nó giúp cho người bệnh nhân đỡ bị nhiễm vi khuẩn virus ở trong cái đường hệ thống phổi. Về cái thuốc này nó có giúp cho bệnh nhân đang bị trở bệnh nặng, đang ở trên máy thở hay đang thở không được hay là phổi bị nhiễm trùng, nó có làm thay đổi cái diễn tiến của bệnh nhân hay không thì điều đó chưa có. Muốn tất cả những cái nghiên cứu về y khoa, về thuốc men để chữa bệnh, bao giờ họ cũng sẽ phải để chứng minh cái thuốc thật sự đó hiệu nghiệm hay không. Cái nghiên cứu bao giờ nó cũng có một số người uống thuốc thật và một số người uống thuốc giả, và cái nghiên cứu đó thường thường nó sẽ cần đến khoảng từ 500 tới cả 1.000 bệnh nhân, thì lúc đó họ mới biết được là cái thuốc thật sự nó work, nó làm việc hay không, và nó được bao nhiêu phần trăm hiệu nghiệm. Hiện nay thì cái chương trình nghiên cứu đó họ mới bắt đầu, thành ra họ cũng chưa có những cái thu thập được những cái kết quả để cho chúng ta biết được cái thuốc thật sự được hiệu nghiệm hay không. Và đây để trả lời câu hỏi đó thì bây giờ thì họ thấy cái thuốc đó nó cũng không có những cái phản ứng gì ghê gớm, nó cũng khá an toàn, là cái thuốc này nó đã được bán trên thị trường rồi, nên là FDA mới có thể vì y mật khẩn cấp như vậy họ mới cho xài cái thuốc đó. Như vậy thưa anh, nếu mà trong trường hợp bây giờ mình đang bị nhiễm virus rồi mình dùng thuốc đó thì kết quả thì chưa có được xác nhận một cách là khoa học, nhưng mà giả sử lỡ uống rồi thì có bị thiệt hại gì khác vì thuốc đó không anh? Cái thuốc đó về những cái phản ứng phụ, nó có một trong những cái phản ứng phụ của hai cái thuốc đó là nó làm cho cái điện của cái tim, anh nhớ cái tim của mình cứ mỗi phút nó đập 60 hay là 80 nhịp, thì những cái thuốc đó đôi khi nó làm cho cái nhịp tim nó kéo dài ra, tại ra cái tim có thể nó bị đập chậm lại. Ra những người lớn tuổi mà bị bệnh tim hay là bị cái bệnh tim đập nó loạn, họ uống thuốc đó có thể nó nguy hiểm. Còn về những cái phản ứng phụ khác thì nó không có nặng lắm. Thành ra tôi nghĩ cái thuốc đó uống ngắn hạn thì không có gì nguy hiểm. Nhưng mà cái thuốc đó uống lúc nào? Uống là lúc bệnh nhân mới bắt đầu bị nhiễm bệnh hay là bệnh nhân bị bệnh nặng rồi mới uống. Thành ra cái đó nó vẫn nằm trong nghiên cứu. Theo như tôi được biết, cái lúc mà nghiên cứu họ cho thấy lúc mà uống cái thuốc này thì những cái con vi khuẩn thì những người mà uống thuốc thì cái số lượng coronavirus ở trong cái đường mũi của họ nó giảm xuống so với những người không có uống thuốc. Thành ra nếu mà bệnh nhân mới bắt đầu bị nhiễm bệnh thì có thể họ uống thuốc để họ làm giảm cái lượng coronavirus nó vào trong người. Nhưng mà cái đó thì tôi nghĩ nó phải có nghiên cứu thì bác sĩ mới biết chắc chắn được. Vâng thưa anh, bây giờ cái câu hỏi số 2 mà rất là nhiều thính giả Việt Nam mình muốn hỏi thăm anh.
là cái phong tục, không phải là phong tục mà cái tập quán người Việt Nam và cái đó ở trong quá khứ đó, cái phương pháp chữa bệnh người ta gọi là cổ truyền đó, đó người ta thấy rất là hữu hiệu. Là vấn đề nếu mà khi người ta bị cảm cúm đó thì người ta xông hơi người ta cảm thấy nó khỏe hẳn ra. Thì cũng có người khuyên rằng là nếu bây giờ mình bị nhiễm virus, mình bị gọi là khó thở hay là mình bị sốt nóng sốt thì mình có thể dùng xông hơi. Thì cũng có một số người nói rằng là kết quả rất là tốt. Thì theo ý kiến của một nhà chuyên môn bác sĩ như anh thì anh trả lời sao? Tôi nghĩ cái vấn đề xông hơi hay là vấn đề mình bôi dầu cù là dầu gió xanh, những cái đó nó làm cho cái mạch máu mình nó nở ra, thành ra mạch máu nở ra thì những cái sự nóng nhiệt độ trong người của mình nó bớt đi. Lại thứ hai mình dù mình tắm cũng như là tắm sauna, mình tắm steam room, nó làm cho những mạch máu mình nở ra thì máu nó lưu thông nhiều hơn. Thì trên sự y tế thì nó cũng có lý, nó làm cho bệnh nhân đỡ bị khó chịu, cũng như khi mình nóng sốt thì mình uống thuốc Tylenol cho cái nhiệt độ mình nó giảm xuống, cho người mình nó khỏe hơn. Dù trong trong nhà mình nó nóng quá thì mình cần máy quạt máy lạnh để cho người mình nó bớt khó chịu. Thì đó thì cái những cái xông hơi và là những bôi dầu cho xanh nó làm cho người mình bớt dễ chịu. Nhưng mà cái câu hỏi nếu mà mình hỏi là cái dầu gió xanh hay là mình tắm hơi, mình xông hơi nó có giết cái con vi khuẩn hay không, thì câu trả lời sẽ là không. Và cái tắm dầu gió xanh hay dầu nóng nó làm cho phổi mình bớt bị sưng hay không, hay là làm cho phổi mình không có bị nghẹt hay bị nhiễm trùng để cho cái bệnh mình nó bớt nặng đi, thì cái đó không có đúng. Như vậy thưa anh, nếu bây giờ giả dụ như là mình bị sốt thì mình khi mình đi tắm thì mình hạ nhiệt xuống thì tức nhất là mình cũng đỡ đỡ mệt đúng không? Cơ thể Đúng rồi. đỡ bị hại đúng không anh? Rồi khi xông hơi đó thì mình làm cho các mạch máu nó giãn ra rồi cái khí quản mình cũng nở ra đường chút thì mình cũng đỡ ngộp thở hơn chứ. Thì mình dễ chịu thôi, nhưng mà cái nó chỉ có thể xảy ra trong lúc anh đang làm cái đó. Nhưng mà cái quan cái một cái điểm chính là con vi khuẩn nó vẫn còn đó, tiếp tục bị nhiễm trùng thì anh mình vẫn có thể chết được. Dạ nhưng mà hiện tại giống đâu có thuốc nào trị vi trùng đâu thì thôi mình xông hơi đỡ đi cho nó đỡ được chút nào hay chút nấy. Đúng đúng, thành ra tôi không nói cái điều đó là sai. Tôi nghĩ mình trong khi mình bị nặng, mình yếu, mình nên làm những cái gì để giúp cho mình khỏe hơn, mình cảm thấy mình tốt hơn. Ví dụ mình bị bệnh nặng, mình ăn uống không được, mình không ăn đủ thì mình không đầy đủ chất bổ dưỡng thì mình yếu đi, thì mình phải tìm cách mình ăn những đồ ăn mà nó ngon, mình là mình thích ăn để mình ăn nhiều hơn được. Thì đó là những cái phương cách để mà giúp cho mình, người bệnh họ cảm thấy thoải mái, họ đỡ bị mệt hơn và nó dễ chịu hơn trong lúc thời gian họ bị bệnh. Tôi không muốn là bệnh nhân nghĩ là ồ tôi xông dầu gió xanh, tôi xông hơi nhưng mà tôi không có đi khám bác sĩ để mà theo dõi cho tôi tiếp tục để coi bệnh tôi có bị trở nặng hơn hay không. Có nghĩa rằng là theo lời khuyên của anh, nếu bây giờ mình cảm thấy mình hơi bị mệt thì mình xông hơi cũng không chết chóc gì, đúng không anh? Và Đúng rồi, nó không bổ chiều ngang thì nó cũng bổ chiều dọc, đúng không anh? nó giúp cho mình thoải mái, Dạ, mình dạ. và mình cần làm những cái này giúp cho mình thoải mái sau khi mình bị bệnh. Nhưng mà sau 2-3 ngày nếu mà mình vẫn bị sốt nặng, vẫn bị có những trạng triệu chứng nghẹt thở thì tốt hết là phải đi vào cấp cứu, đúng không anh? Đúng vậy, cái Dạ. bệnh coronavirus nó chữa bệnh rất là lẹ, mà cái từ lúc mà từ bệnh nhẹ nó qua bệnh nặng mà bệnh nhân có thể mất được, có thể rất là lẹ, có thể trong vòng một ngày vài ngày, có thể vài tiếng đồng hồ. Thành ra mà khi chúng ta bắt đầu có trở bệnh, có triệu chứng là chúng ta nên gặp bác sĩ hay là tới phòng cấp cứu. Thì anh tôi cũng mới đọc được một cái bản tin ở trên Internet nói rằng là bệnh viện John Hopkins họ nói rằng là cái con vi khuẩn này nó thực sự nó là một cái phân tử protein nó được bao bởi một cái lớp mỡ rồi bây giờ nếu mà mình rửa xà phòng nhiều, mình xà sát nhiều thì nó nóng lên và đồng thời cái chất xà phòng đó nó làm cho cái lớp mỡ tan đi, con vi khuẩn nó chết. Vì có người nghĩ rằng là chúng ta đó muốn để giảm bớt được cái sự lây lan của con virus đó, mình nên đứng phơi nắng nhiều thì con virus nó cũng sẽ chết bớt đi, đỡ lây lan được không anh? Cái tôi nghĩ cái hiểu thì nó không có gì sai, mà nó nghĩ nó hơi hiểu lầm. Cái con tất cả những con virus nó là nó có một cái di chủ di thể, cái chủ di thể chỉ độ có vài trăm, tức là cái gene nó rất là ít, và tất cả những cái di thể nó được nằm trong một cái bọc, nó gọi là cái vỏ ngoài, cái wall bên ngoài. Và cái nam nói đúng, cái vỏ bọc đó nó rất là sơ sài, nó dễ bị hư. Tại nó lý do tại sao mà cái con vi khuẩn nó chết, cái bọc nó bị phá đi khi chúng ta dùng cồn để lau chùi tay, là chúng ta rửa bằng xà phòng. Cái con vi khuẩn này nó lây là vì nó không có sống ở ngoài trong không khí, nên nó sống ở ngoài nhiều một mình được. Nó sống là khi nó có những trong cái droplet, tức là trong những cái hơi nước, những cái hắt xì hơi, những cái nước miếng, nước mũi của chúng ta,
chúng ta ho ra, rồi những cái con vi khuẩn nó dính trong cái droplet, nó dính trên những mặt bàn, mặt computer, hay là khi chúng ta ho ra tay thì chúng ta đụng, thì chúng ta cầm cái cell phone lên, nó dính vào trong cái đó. Rồi con vi khuẩn, có nếu cái droplet nó khô đi thì con vi khuẩn nó sẽ chết trong vòng một vài tiếng. Con vi khuẩn, nếu con vi khuẩn thì nó sống trong vòng 3 tiếng đồng hồ ước lượng. Sau 3 tiếng là khoảng phân nửa vi khuẩn nó sẽ, 1 tiếng là một phân nửa vi khuẩn nó sẽ mất đi. Và sau 1 tiếng là một phân nửa, của phân nửa vi khuẩn nó sẽ chết đi. Thì được sau 3 tiếng là con vi khuẩn nó không còn. Nhưng mà nếu nó có những cái droplet nó không có được khô thì con vi khuẩn nó sẽ tiếp tục nó sinh sản ở đó. Thành ra nếu mà chúng ta ra phơi nắng thì anh vài thì là cái droplet nó khô thì con vi khuẩn nó chết. Nhưng mà tại sao chúng ta phải phơi nắng? Tại sao chúng ta không rửa tay? Chúng ta không bằng xà phòng hay bằng cồn? Tại vì con vi khuẩn nó lây qua chúng ta, thường thường nó lây qua, nó không qua da, mà nó lây qua là tại vì con vi khuẩn nó nằm trên tay của chúng ta, nằm trên tay người khác, rồi khi chúng ta bắt tay, khi chúng ta đụng chạm gần gũi nhau, nó lan qua trong da, để chúng ta dùi tay lên mắt, chúng ta móc mũi, chúng ta chùi tay, rồi nó sẽ lây qua, hay là chúng nó có lây qua cái đường hô hấp, cái đường mũi của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta rửa tay thường xuyên, chúng ta đã rửa tay trước khi ăn, chúng ta rửa tay sau khi xong phải tắm vệ sinh chung, chúng ta rửa tay sau khi chúng ta đụng chạm cho những cái computer, những mặt bàn, những cái vật dụng mà chúng ta không biết, thì chúng ta sẽ giết được con vi khuẩn một cách dễ dàng trong vòng 20 giây với rửa tay. Chúng ta không cần phải ra nắng làm chi để mà giết con vi khuẩn. Vâng, thưa anh, bây giờ cái câu hỏi, có một người hỏi nữa rằng bây giờ mình rửa tay, nhưng mà cái vấn đề chính là cái mặt mình đó, anh nói anh đụng vô mặt thì nó dễ bị lây. Thì tại sao mình không rửa mặt luôn, anh rửa mặt mà với xà bông mà mình dùng trong cái khăn tắm á, thì cái giải pháp đó có nên không? Anh cũng được, nhưng mà cái tay chân chúng ta đụng chạm vào những cái vùng chung quanh nó nhiều hơn. Yeah. Cái mặt chúng ta không đụng chạm vào những cái bộ phận đó. Tại ra chúng ta lây tại vì cái tay của chúng ta. Yeah. Tại ra chúng ta rửa mặt bằng xà bông cũng được, nhưng mà anh đâu có rửa mặt bằng xà bông 10 ngày mỗi lần được. À, ok. Yeah, yeah. Nhưng mà với anh mình rửa tay sạch sẽ, mình rửa tay sạch sẽ rồi á, mình đụng chạm lên mặt của mình nó thì nó cũng không có sao cả. Thế anh, bây giờ nếu mà mình mang cái khẩu trang, hay là mình cộng thêm mình mang luôn cái kính nữa, tức là mình che được cái phần mũi, phần miệng, cái phần mắt của mình, rồi một cái lỡ lý do gì mình đi không khí gặp một cái người nào ho đó, thì hai cái phương tiện đó nó có thể giảm bớt được phần nào vấn đề lây lan không anh? Nếu anh đeo khẩu trang mà cái người đi qua họ ho ngay lúc đó, thì trên lý thuyết nó có thể thì nó giúp anh tránh bị những vi khuẩn đó. Nhưng mà thật ra là cái con vi khuẩn là nó lây qua là vì cái vấn đề gần gũi. Ví dụ như đó lý do tại sao mà bác sĩ hay là những nhân viên trong ngành y tế họ bị nhiễm trùng, khi họ khám bệnh nhân họ đứng gần nhau, như bệnh nhân họ ho thì có thể nó qua cho người bác sĩ. Hoặc là khi mà bác sĩ họ đặt những cái máy thở vào trong phổi của bệnh nhân thì cái con vi khuẩn nó bay ra ngoài không khí, nó lây ra trong đó. Thế nếu mà chúng ta ăn đi ở ngoài, trên lý thuyết con vi khuẩn có thể nó ho, nó nhưng mà ho nó phải cái droplet, không phải là con vi khuẩn, là cái nước hơi, cái hơi mũi, cái nước mũi nó phải bay, nó dính vào trong cái tay chân hay là nó vô trong mặt của mình thì lúc anh mới bị. Chứ còn con vi khuẩn nó chỉ bay ra hơi không thì nó không có sống được. Với lại cái sự đụng chạm, cái sự mà mình ở gần gũi nó phải lâu dài, một thời gian, chứ không phải là một vài giây anh đi qua người đó ho nó lây qua cho anh liền. Cái đó nó không có lẹ như vậy. Yeah. Vâng, xin được cảm ơn. Tôi xin nói một cái nữa là nhiều khi mình đeo kiến, hay là mình đeo khẩu trang mà mình không cẩn thận, rồi mình tay anh bị nhiễm trùng, anh lấy tháo ra mắt kiến, anh đeo mắt kiến, anh gắn vào, đôi khi nó đụng chạm vào da, đụng chạm vào cái mặt của mình, nó đụng vào mắt của mình, chính cái đó có thể nó gây ra nhiễm trùng. Tại vì anh đeo kiến, như anh lấy lên lấy xuống là dễ bị nhiễm trùng, cái kiến nó bị dính vi trùng. À, thành ra đúng ra là lợi bất cập hại phải không anh? Đúng vậy. Dạ. Yeah. Tôi đối với tôi, khi mà tụi tôi những bác sĩ chúng tôi, khi chúng tôi đeo mặt nạ, đeo kiến bảo vệ toàn cái mắt của chúng tôi, sau khi chúng tôi soi xong, chúng tôi tháo găng tay, chúng tôi rửa tay, lúc đó chúng tôi mới lấy đồ những cái kiến mang bỏ xuống, và sau khi chúng tôi lấy những cái kiến, những đồ bỏ xuống, chúng tôi lại vừa rửa tay. Cho nên là sau khi rồi chúng tôi đang ngồi trong phòng làm việc computer,
trong cái phòng nội soi, phòng mổ, thì sau khi xài computer xong, chúng tôi lại phải rửa tay trở lại, mình phải làm những cái chuyện đó, tại vì những cái con vi khuẩn có thể nằm trong máy computer của mình, và khi cái tay anh đang bị dính vi trùng, anh sờ lên mắt kiến, anh không để ý cái con vi khuẩn là dính lên mắt kiến, là lần tới anh lại bị nhiễm trùng ngay sau khi anh rửa tay. Xin cảm ơn anh Huy nhiều lắm. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị.